Thuê được căn nhà giá rẻ, vừa mở cửa bước vào, liền nghe tiếng cười ghê rợn khiến nam thanh niên kinh hãi. Theo dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, vì đây là thời điểm Diêm Vương sẽ mở quỷ môn quan cho các cô hồn lang thang, vất vưởng, đói khát quay trở về nhân gian. Vì vậy mà âm khí nặng nề. Đôi khi vào tháng này, nếu chúng ta ra ngoài đường hay làm bất kỳ một việc gì đó thất lễ với người âm, thì rất có thể chúng ta vô tình mời khách về nhà. Và mới đây, một thanh niên trên Top Top đã chia sẻ lại khoảnh khắc nhớ đời của mình, làm ai xem được cũng không khỏi rùng mình. Theo người này chia sẻ, anh ta vừa thuê lại một căn nhà cũ để ở. Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo và không có gì đáng nói. Cho đến khi nửa đêm, người này mở cửa căn phòng bếp ra thì có tiếng cười nữ giới vang lên trông rất đáng sợ. Không tin vào những gì đang xảy ra, thanh niên trên đã cầm điện thoại lên quay và thử một lần nữa thì những tiếng cười ấy liên tục phát ra. Cộng đồng mạng sau khi xem xong đoạn clip chỉ biết khiếp sợ. Tôi đang ngủ mà nghe tiếng cười thế này chắc thức cả đêm luôn quá. Nghe xong mà tôi đã muốn ngất lên ngất xuống rồi này. Tuy nhiên, có người cho rằng tiếng phát ra là do va chạm giữa nền nhà và thành cửa và đưa ra lời khuyên hóm hỉnh dành cho anh chàng. Chỉ cần tí dầu nhớt đổ vào là tiếng cười sẽ tắt ngay. Còn các bạn khán giả nghĩ sao về hiện tượng này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Trùm Tình Bí Ẩn biết nha!